to tròn hậu vai rồi thì có thể đô một chút cũng được. Tại vì cắm thích ớt lắm. Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Thế hả, em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng này 85 đến 90. Trời ơi. Tôi Ngọc Lan kiểm tra. Tôi thấy là hơn tôi đó, mà tôi không biết là có được 90 cây câu thì tôi không biết. Có đem thước theo không? Dạ, có đem thước. Có đem thước luôn. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin được chào MC Quyền Linh. Chào em. Dạ, em xin được chào MC Ngọc Lan. Xin được chào bạn nữ bên kia. Em xin được tự giới thiệu. Em tên là Phạm Ngọc Dương. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Phạm Thị Xuân Thùy. Em sinh năm 1993 tại Đà Lạt. Dạ, công việc hiện tại thì em đang làm giáo viên tự do. Sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Nhưng mà cụ thể là em ở đâu Dương? Dạ, em ở thành phố Hậu Lộc. Từ nhà em lên thành phố Đà Lạt là 110 km. Rồi, vậy là khỏe rồi. Có lẽ là hợp lý rồi đó. Hai bạn là cùng chung tỉnh Lâm Đồng rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của Dương là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em được mọi người nhận xét là em vui vẻ hòa đồng, em hiền lành chất phác, em không biết hút thuốc, khá là siêng năng chăm chỉ trong công việc. Rượu bia thì em có uống nhưng mà ít thôi ạ, em chỉ uống được rất ít. Có điểm yếu gì không Dương? Dạ, điểm yếu em có, dạ, đó là em hơi nhát gái, gặp bạn gái mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói cái gì. Rồi, hôm nay em sẽ bắt đầu cho nha. Dạ, dạ, dạ. Vậy tính ra là ở bên đó hoàn hảo quá trời luôn á, không có một cái điểm yếu nào hết trơn á. Nhát gái nó không phải là điểm yếu đâu. Đôi khi đó là điểm mạnh đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe điểm mạnh, điểm yếu của nhà gái nè. Điểm mạnh của em á là em vui vẻ, mà em cũng muốn mang năng lượng tích cực tới cho mọi người nữa. Thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình của mình. Còn điểm yếu thì em hơi cầu toàn, cũng hơi khó tính chút. Cái gì nó phải gọi là đâu ra đó. Dạ em cũng có chút hơi cầu toàn. Vậy hai người ở nhau được đó. Hai người cầu toàn hết được, không sao. Rồi tình duyên nhà gái sao nè? Dạ em trải qua một mối tình rồi ạ. Kéo dài bao lâu? Dạ kéo dài hơn 2 năm. Lúc yêu thì dĩ nhiên là rất là mặn nồng rồi, nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó em cảm thấy nó không còn được như vậy nữa. Nó hết mặn nữa thì thôi chia tay. Mình cảm không cảm thấy cái sự quan tâm của bạn ấy dành cho mình nữa. Trong tình yêu thì em nghĩ là mình nên chung thủy, mình phải biết quan tâm chăm sóc cái người bạn của mình. Em chủ động chia tay luôn? Dạ đúng rồi. Cái chăm sóc quan tâm là nó quan trọng lắm nha em trai. Dạ quan điểm của bạn cũng giống quan điểm của em. Rồi vậy còn đường tình duyên bên kia? Dạ về tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào. Yêu đơn phương không? Dạ có. Dạ, hồi cấp 3 thì đi học em có yêu đơn phương một bạn nữ trong lớp. Thì em có tỏ tình với bạn nhưng mà bạn chỉ nói với em là tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Bên đây là chưa có mối tình bắt vai luôn nha. Để đi qua coi dung nhan sao mà ế tới giờ đi nè. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Trời cũng ngon trai, chúng ta ngon lành vậy mà sao mà ế được trời. Sao thôi tại đi. Mình cầu toàn quá nên mình không có bạn gái hay sao? Dạ trước kia thì em tự nhìn thấy mình là cũng kén chọn. Giờ bớt kén chọn dạ, chưa? Dạ, em bớt nhiều lắm rồi. Giờ bớt nhiều lắm hả? Dạ, giờ bớt đi đặng có bạn gái gì người ta. Dạ. Ừ. Cái gì mà cười hoài vậy? Bớt chứ. Làm gì người ta gì trả giá như vậy? Ta còn trai tân mà làm gì trả giá như vậy? Đúng không? Mình chưa quen ai hết, rồi sao có kinh nghiệm cua gái đây? Mình cứ mạnh dạn tự tin, chân thành lên là được. Vậy chút nữa mình mở cái rào ra là mình mạnh dạn, mình thể hiện, mình tỏ tình với người ta nghe không? Dạ. Hồi đó tỏ tình sao Dương? Em nói cái mối tình mà em yêu đơn phương tỏ tình sao mà người ta từ chối vậy? Tớ thích cậu, là bạn gái của tớ nhé. Cọc lóc vậy thôi. Cậu là không được rồi. Anh thích em. Đúng rồi. Dạ. Tôi thích cậu. Cái hồi đó là em là học sinh cấp 3, em không có nhiều kinh nghiệm, em cũng không biết. Nên... Vậy chút nữa mở cái rào ra là nói liền anh thích em. Dạ. Qua tôi coi nhà gái còn sao nha. Chào chú. Giỡn hoài. Cô giáo. Dễ thương, cô giáo dễ thương ha. Có má lớn đồng tiền nữa nha. Cô giáo không thích điều gì đàn ông? Con không thích đầu tiên là bất hiếu. Cái đó không ai thích hết trơn á. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai là bạn nam không có một cái lý tưởng sống nào hết. Dạ có. Không chung thủy. Em thì em có tư tưởng chung thủy lắm. Rồi còn không thích gì nữa không? Hút thuốc. Em ơi anh không biết hút thuốc. Dạ. Diễn tả coi một mẫu hình lý tưởng có giống chàng trai bên kia không? Ngoại hình á. Thì mong muốn là kiếm được một người bạn cao hơn mình một tí. Cao hơn, cao hơn. Dạ rồi mặt thì phải phúc hậu. To, tròn, hậu.
vai đồ á thì có thể đô một chút cũng được. Tại vì cảm xúc ốm lắm. Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Phải giỡn nào. Đó, đó là về bề ngoài thì con nghĩ là cái bề ngoài nó chỉ chiếm 20-30% thôi. Tại vì cái đó là ông trời ông cho nữa. Cái mà con đánh giá cao nhất á, nó là về cái tính cách. Tôi thấy đàn trai tôi đáp ứng hết rồi đó. Rồi bây giờ thì hình mẫu của nhà trai như thế nào, nói đi để bên đây người ta coi làm sao. Nói cho bà mối bà biết đi. Em hình mẫu bạn gái lý tưởng của em là đầu tiên là về ngoại hình thì 1m55 đến 1m65. Ngon. Anh ơi em 1m50 được không anh? Được em ơi. Dáng mi nhon thon thả. Có mi nhon. Da trắng, tóc dài. Có luôn. Đó là em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng 85 đến 90. Trời ơi. Này không biết. Rồi Ngọc Lan kiểm tra. Dạ dạ. Cái này phải nhìn ngó ngó kỹ kỹ chút. Tôi tôi thấy là hơn tôi đó. Mà tôi không biết là có được 90 hay không thì tôi không biết. À. Có đem thước theo không? Dạ dạ có. Dạ có, có đem thước không? Dạ không. Anh ơi, lỡ lỡ hàng giả đụng đi sao anh? Kệ, có đo còn hơn không. Đem cái thước em đó. Đi kiếm vợ đem cái thước theo đo thiệt hả? Sợ hả? Đứng đây. Đo bà trước bao nhiêu? Tôi không đủ tiêu chuẩn. Đo đây thử coi. Ủa sao đo bằng tay, có thước mà đo. Đây là đủ 90 nè, đủ tiêu chuẩn của em nè. Dạ nhưng mà em thích gái. Thật ra là người ta thật thà thôi. Từ xưa thì chưa bao giờ yêu hết trơn á. Có sao nói vậy người ơi, cũng thông cảm nha. Cái này đúng đó, là thật thà đó thật em thà. Có thôi. Sao nói vậy chứ nếu mà người ta giấu rồi cái mai mốt rồi tìm hiểu nhau quen nhau rồi tới lúc đó người ta mới nói ra thì cũng còn mệt nữa. Còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích một người yêu lý tưởng là hiền lành, đạo đức, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, siêng năng, chăm chỉ chịu khó. Cô giáo này rất là hiền luôn, gương mặt rất là phúc hậu. Có người ta chân thật như vậy đó, bà mối cũng thông cảm nha. Nhà gái đi với ai? Dạ con đi với bác. À bác chết, cô bác hả? Dạ con chào bác. Bác thông cảm nha, tuổi trẻ giờ nó cũng hơi hiện đại quá ha bác ha. Bác thấy là cái cậu này cũng được hả con? Hiền không? Hiền quá. Nói chuyện cũng thiệt thà đó, dễ thương. Nó thiệt tình luôn á. Thiệt tình, thấy là nói chuyện gì là biết, đem thức dây là biết rồi đó. Có ai mà chọn vợ mà đi đem thức dây theo không? Đúng rồi. Vậy là bác bỏ qua cái vụ đó ha bác ha. Không thôi là không chịu rồi đó. Dạ. Chứng tỏ rằng cậu này rất là thiệt tình. Thiệt đến mức có thể, thành ra không có giấu chuyện gì hết trơn á. Đúng rồi. Thì hay nhũng nhẽo đó nha. Con phải dỗ cho thầy này chứ thầy hay nhũng nhẽo lắm đó. Dạ. Cảm ơn bác. Thằng Dương đi với ai Dương? Dạ hôm nay em đi với em trai em mà. Dạ em trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dưới đây thấy chị thì rất là xinh, hiền, phúc hậu. Và em không biết nói gì hơn, thấy anh chị rất là hợp nhau. Và hy vọng hai anh chị có thể có một cái duyên để tìm hiểu nhau. Em có gia đình chưa? Dạ em có rồi ạ. Rồi giờ mẹ, em ở chung với mẹ ở đâu? Dạ em ở nhà ở Thủ Đức ạ. Dạ. Nữa lấy vợ rồi ai về chăm sóc mẹ, có phân công chưa? Dạ không, dạ bọn em thì với em thì em có kế hoạch là khoảng 2-3 năm nữa thì em sẽ về quê. Em muốn ở với mẹ, chăm sóc mẹ. Còn anh Dương thì em không biết. Rồi, vậy là coi mốt chăm sóc mẹ rồi đó. Thì em cũng muốn là về chăm sóc mẹ. Bởi vì để mẹ ở nhà mình như vậy thì thực sự là không nỡ. Mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em năm nay cũng 60. Mẹ đang ở với ai ngoài đó? Dạ mẹ đang ở nhà một mình. Rồi, thấy thương mẹ không? Vậy phải tranh thủ một trong hai bàn bạc với nhau vợ với mẹ nha. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Dạ. Mở rào. Wow. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em? Dạ em cảm ơn. Ngoài em cũng có món quà anh tặng em. Wow, em cũng thích đọc sách. Dạ em rất thích. Hôm nay cũng thật là trùng hợp và anh cũng chuẩn bị một quyển sách để tặng em. Dạ. Thú đáo quá ha. Thật là quà anh tặng em, hy vọng là em sẽ thích. Anh tặng dạ. Em món quà. Với anh thì anh rất là thích đọc sách. Thì sách vừa là bạn vừa là thầy. Trong đó có nhiều tri thức tốt, hy vọng là em sẽ thích. Dạ em cảm ơn. Chào anh. Dạ. Em ơi em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng hiền. Về tính cách này kia thì em nghĩ là phải có thời gian để tìm hiểu thì mình mới đánh giá một con người chính xác hơn. Đúng rồi em. Dạ. Anh thì anh thấy em là anh cũng ưng rồi.
Tại vậy còn không ưng nữa là thôi. Dạ. Anh thấy em cũng hiền lành, cũng giọng nói rất là dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe. Dạ, em cảm ơn. Nếu mà hai đứa mình hẹn hò với nhau thì em muốn là một tuần gặp nhau mấy lần? Chủ động sắp xếp thời gian thôi anh. Thì vì em ở Đà Lạt á, nên là công việc này kia thì em cũng đang ổn định trên đó. Không, về cái chuyện khoảng cách thì anh không ngại gì cả. Anh cũng có thể là anh về quê để là làm việc rồi để cho gần em để tiện cho việc hẹn hò. Đó. Vậy đó là hết ế đó. Dạ. Hoặc là anh cũng có thể lên Đà Lạt làm việc để gần em hơn. Tiện chăm sóc mẹ luôn. Dạ, cũng đúng tiện cho chăm sóc mẹ nữa, bởi vì theo em thì nhất cụ ly nhì tốc độ. Đó. Đúng. Có kinh nghiệm rồi đó. Ông chưa yêu lần nào mà ông kinh nghiệm ghê ông ơi. Đó, giờ ông mạnh mẽ đó. Đúng rồi đó Dương. Thì em chỉ mong là những gì anh nói ngày hôm nay đã phát sóng trên truyền hình rồi thì nó là giống như là cái bằng chứng vậy đó. Đúng rồi, mai mốt mà làm trật một cái là mở cái chương trình này lại cho coi. Dạ đúng. Đó. Em ơi, khi mà mình hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân kết hôn? Khi nào mà anh cầu hôn em đi để em sẽ hay kết hôn. Trời, hay luôn. Rồi bây giờ hai bạn tiến tới rồi cho nhau một cái cảm xúc nó gần hơn. Lên đây đó, nắm tay bạn luôn nha. Thục lui lui hai bước Dương. Lui hai bước lại Dương. Cho chính giữa sân khấu đẹp nè. Đó, đúng rồi. Rồi. Đó, đọc thơ rồi ca hát gì đó. Cái gì cảm xúc ngày xưa mình yếu á thì bây giờ mình làm. Đến với cái chương trình này á thì anh cũng có chuẩn bị sẵn bài hát để anh tặng em. Dạ. Thì bây giờ với cả một bài thơ để tặng em nữa. Thì em biết là em thích nghe hát trước hay là nghe thơ trước? Dạ, hát trước. Rồi anh sẽ hát. Dạ. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm văn thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đáng ước mơ. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Dạ. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Yeah. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Yeah. Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Anh muốn được cùng em về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng. Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Sẽ nói những lời yêu thương anh đã từ lâu giữ trong lòng. Yeah, yeah, hay quá. Hợp liên khúc luôn. Còn bây giờ là bài thơ của anh. Em ơi, có phải duyên mình đến? Cứ ngỡ yêu em từ thuở nào, bấm nút liền đi mình hẹn hò, sang năm đám cưới khỏi hôn nao. Dạ em cảm ơn. The Great Wave Toshiba. Huy Dương, chuẩn bị. Đó. 1 Đấy. 2 3 Anh trai tôi là quyết liệt luôn. Chúc mừng. Tay nhau đi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. À, bây giờ cảm giác sao Dương? Dạ em cảm thấy rất là ngọt lên vui. Thoát ế rồi đó. Tự tin lắm á. Thật ra chàng trai này dễ thương vô cùng luôn á. Cảm xúc mình sao? Dạ bây giờ thì em cũng thấy khá là vui. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chuẩn bị. 1 2 3 Anh trai tôi là quyết liệt luôn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Ngọc Dương, năm nay tôi 30 tuổi, tôi đến từ Lâm Đồng. Tôi biết đến chương trình qua TV và Internet. Tôi là một người thích đọc sách, sách vừa đối với tôi vừa là bạn vừa là thầy. Trong sách có nhiều cái tri thức, ý nghĩa, giá trị. Và tôi hy vọng là bạn ấy cũng sẽ thích. Mong em hãy cảm nhận và đồng ý. Anh hy vọng là cùng chúng ta cho nhau một cơ hội để cùng tìm hiểu và tiến xa hơn. Đây là bác của Thùy là bên Xu Gia đó. Đi lên coi cháu đi thi chương trình. Thùy mắc bận công chuyện nhà dạy học á, thành ra Thùy không có ra ngoài đường nhiều, không tiếp xúc nhiều. Bác ở đây thì Thùy vô rồi bác đi với cháu, ủng hộ cháu cho tinh thần cháu phấn khởi. Cảm xúc của hiện tại của em thì em cũng thấy bình thường. Em mong muốn là tìm được một mẫu người bạn trai
Về ngoại hình á thì em mong muốn được tìm một bạn cao hơn em, nếu mà được 1m7 thì càng tốt, không thì cái điều đó cũng không sao hết. Quan trọng là bạn ấy có một cái gương mặt phúc hậu, hiền, biết yêu thương và chăm sóc cho gia đình. Còn cái về tính cách á thì em cũng mong là tìm được một người bạn trai có lý tưởng sống, biết vươn lên, chịu khó, chăm chỉ, phải có hiếu với cha với mẹ. Em có chuẩn bị cho bạn một món quà, đó là một quyển sách. Bởi vì em rất là thích đọc sách, cho nên em cũng mong là bạn sẽ thích cái món quà này của em. Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Hùng Vương, là em trai của anh Phạm Ngọc Dương. Ngày hôm nay tôi cùng với anh trai mình đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Khi được anh trai rủ cùng lên tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với tư cách là người thân đi cùng á, thì mình cảm thấy rất là vui. Anh của tôi cũng thì là một người rất là thật thà và chất phác. Tôi hy vọng có thể anh có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp với anh. Tôi thì không có cái gì hết, vì đó là người bạn đời của anh, nên anh cứ cảm thấy tự nhiên, anh cứ cảm thấy rung động thì anh cứ đến với chị. Dạ, em tặng sách cho bạn gái. Nhân dịp này tham gia chương trình thì em hy vọng là em từ giờ chương trình mà em lấy được vợ. Nếu mà lấy được vợ thì em xin hứa là em sẽ đối xử quan tâm, chăm sóc, chịu trách nhiệm yêu thương vợ em suốt đời. Dạ, em đang rất là chăm chờ. Xin hứa là người mà chương trình sẽ cho em, đây là quyển sách. Em rất là thích sách cho nên là em tặng bạn. Mà cái tựa đề nó cũng có ý nghĩa nữa, đó là sức mạnh tình thân. Em rất là trân trọng cái tình cảm trong gia đình đó, nên là em muốn tặng bạn món quà này. Dạ, em thì thấy anh hiền và khá là rụt rè, em nghĩ là anh chất phác, thì em cũng bấm nút để cho hai đứa cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Em thì cháu trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Em thì là nói đó, khi mà em tìm hiểu em cảm thấy kỹ rồi thì nếu mà anh cầu hôn em là em sẽ cưới đi, em sẽ đồng ý. Từ lần đầu gặp em là anh đã thấy thích em rồi, rất là thích. Anh mong là mình cùng nhau đi hết cuộc đời. Dạ, em cũng mong là hai đứa sẽ có thể tiến sâu hơn. Cái em cần thứ nhất là em rất là mong bạn khi mà đã yêu em rồi á thì sẽ dành một tình yêu trọn vẹn nhất cho em, không có chơi bời cái kiểu qua đường á, em còn không thích. Bạn em đã xác định đến cái chương trình này rồi thì em nghĩ là bạn sẽ không như vậy.